Thầy An mến chào quý phụ huynh và các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập trang 99-100. Câu 1. Lan muốn tìm hiểu về món ăn sáng nay của các bạn trong lớp. Em hãy giúp Lan hoàn thành công việc. Thì công việc của bạn Lan là cái bảng thống kê như thế này. Thì nhìn vào bảng thống kê là mình thấy là chỉ còn thiếu một cột này nữa thôi. Thì bây giờ chúng ta sẽ giúp bạn Lan điền thông số vào cái cột này. Món ăn sáng xôi, kiểm đếm mình xem nè, 1 2 3 4 5. Đây là 5. Đây là 5 nữa là 10, đây nữa là 11. Mình điền vào đây 11. 1 2 3 4, mình điền vào đây số 4. Đây là 5. 5 với 3 là 8. Đây là 5 1 2 3 4 5. Và cuối cùng là 2. Rồi, chúng ta xong câu 1. Nhìn qua câu 2. Từ kết quả kiểm đếm của bạn Lan ở bài 1, em hãy cho biết. Câu A, Lan đang điều tra về vấn đề gì? Thì mình thấy rằng là Lan đang thống kê về các món ăn sáng của các bạn trong lớp và số lượng các bạn chọn từng món ăn đó. Mình nói là câu A, Lan đang thống kê về các món ăn sáng của các bạn trong lớp và số lượng các bạn chọn từng món ăn đó. Câu B, bạn ấy thu thập được các dữ liệu gì? Thì mình thấy rằng là bạn ấy thu thập được là danh sách các món ăn sáng và số lượng các bạn chọn. Câu B, mình trả lời là bạn ấy thu thập được danh sách các món ăn sáng và số lượng các bạn chọn. Đây, những cái dữ liệu mà bạn ấy thu thập được, được thống kê trong cái bảng này. Mình kẻ cái bảng này vào. Đây là danh sách các món ăn sáng. Và cột này là số lượng bạn chọn. Mình sẽ lấy thông tin ở trang trước. Mình có là 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Thầy kẻ tay cho nhanh nha các bạn. Các bạn làm trong vở, các bạn kẻ bằng thước. Đây, danh sách các món ăn sáng là xôi nè. Bánh mì nè. Bánh bao nè. Cơm tấm nè, phở nè, và số lượng bạn chọn 11, 4, 8, 5, 2, 11, 4, 8, 5, 2. Đó, đây là cái phần trả lời cho câu B. Thì câu B người ta nói là bạn ấy thu thập được các dữ liệu gì? Thì mình trả lời là bạn ấy thu thập được danh sách các món ăn sáng và số lượng các bạn chọn. Đây. Rồi câu C.
Câu C là món ăn nào được các bạn trong lớp chọn nhiều nhất? Thì mình thấy là trong các số này số nào lớn nhất các bạn? Số 11. Cho nên là mình trả lời là món ăn được chọn nhiều nhất là xôi. Món ăn được chọn nhiều nhất là xôi. Còn các bạn chọn món nào các bạn? Các bạn thường ăn sáng món nào? Chia sẻ cho thầy An biết với. Mình xong câu 2. Câu 3. Em hãy thực hiện điều tra như bạn Lan cho chính lớp của em về một chủ đề mà lớp em quan tâm. Gợi ý một số chủ đề như là các môn học hay là các loại truyện hay là các loại phim ảnh mà các bạn yêu thích. Thì cái này là các bạn tự thống kê cho chính lớp của mình. Cho nên là các bạn phải tự làm. Thì thầy gợi ý là mình có thể làm về chủ đề là các môn học. Mình cũng bắt chước bạn Lan, mình cũng làm như vậy. Thì các môn học là toán, văn, anh, sinh, sử, địa, vân vân. Đó. Thì mình hỏi thử là các bạn trong lớp mình có bao nhiêu bạn chọn môn toán? Bạn nào thích môn toán thì mình gạch một gạch, đúng không? Qua đây các bạn. Đây, ví dụ như đây là toán, văn, anh chẳng hạn vậy. Toán, văn, anh. Thì bạn nào thích môn toán, mình gạch một gạch. Hỏi bạn khác, thích môn toán không? Mình gạch. Thích môn anh không? Gạch. Thích thì mình gạch, còn không thích thì thôi. Đó. Thì ví dụ như lớp mình là có 20 bạn như vậy. Thì mình lần lượt hỏi từng bạn. À, bạn thích môn toán không? Có thì gạch. Thích môn anh không? Có thì gạch. Thích môn văn không? Có thì gạch, không có thì thôi. Mình gạch gạch xong hết rồi. Mình thống kê lại, mình đếm lại, mình đếm lại, mình ghi vào đây. Và thông thường thì mình ghi là dưới dạng 5, 5 nè. Cứ một cục như là 5 này. 1, 2, 3, 4, 5. Mình ghi một cục là 5 năm để chúng ta đếm cho nó dễ. Mình đếm lại cho nó dễ nha. Thì câu này các bạn tự làm. Rồi chúng ta qua câu 4. Thống kê số lần gõ bàn phím máy vi tính của một số chữ cái được dùng nhiều nhất khi viết 10.000 từ tiếng Anh thông dụng, người ta thu được bảng số liệu sau. Chữ cái E, T, A, O, I, N, S, R, H, số lần gõ bàn phím. Có nghĩa là khi mà 1.000 từ tiếng Anh thông dụng được gõ thì lúc này chữ E được gõ 1.202 lần. Chữ T được gõ 9.910 lần. Rồi chữ A được gõ 812 lần. Chữ O được gõ 768 lần. Đó, cứ như vậy. Thì khi mà người ta gõ 10.000 từ tiếng Anh thông dụng thì những cái chữ này thì được gõ như thế này. Số lần được gõ như vậy. Ý thứ nhất, người ta bảo mình là hãy nêu các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên. Các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên. Thì mình thấy rằng là các loại dữ liệu xuất hiện đó là cái gì các bạn? Đó là danh sách 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danh sách 9 chữ cái được dùng nhiều nhất. Và đây là số lần dùng. Số lần dùng khi mà gõ 10.000 từ tiếng Anh thông dụng. Mình nói là các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên là các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên là gì? Là danh sách 9 chữ cái được dùng nhiều nhất. Danh sách 9 chữ cái được dùng nhiều nhất. Và số lần dùng. Số lần dùng chúng khi mà gõ 10.000 từ tiếng Anh
Từ tiếng Anh thông dụng. Thì tiếng Anh này chúng ta viết kho nha, bởi vì nó là tên riêng. Đó, đó là các loại dữ liệu xuất hiện trong bảng thống kê trên. Ý thứ hai là theo em các dữ liệu đó có liên quan gì đến sự sắp đặt vị trí của các phím E và T trên bàn phím. Thì ngày xưa mới học, mới mà làm quen về máy vi tính, thầy rất là khó khăn khi mà tìm các chữ cái để mà gõ. Ví dụ như là chữ P ở đâu? À, mình tìm hoài chữ P đây. Đó, rất là khó khăn các bạn. Thầy tự hỏi là tại sao người ta không sắp xếp là A, B, C, D, E, F, G, H cho mình dễ tìm, mà phải xếp lộn xộn như thế này. Q, W, E, R, T, I, U, I, U, O, P gì đó. Rất là lộn xộn đúng không? Đó. Thì thực chất là người ta xếp như thế này nó lộn xộn thật, nhưng mà khi mà gõ nó rất là thuận tiện các bạn. Bởi vì người ta đã thống kê rồi, những cái chữ mà gõ nhiều nhất, ví dụ như chữ E là được gõ nhiều nhất, rồi tới chữ T, thì lúc đó người ta sẽ sắp đặt vị trí của những chữ này ở vị trí mà khi mà chúng ta đặt tay vào chúng ta gõ là rất là thuận tiện. Đó. Được chưa? Ví dụ chữ T là mình hay dùng con trỏ này mình gõ. Còn chữ E thì mình có thể dùng ngón giữa này mình gõ. Được không? Đó. Cho nên là người ta sắp đặt như thế này là có dụng ý ha. Dụng ý đó là phím phím E và phím T có số lần dùng nhiều nhất. Cho nên là được sắp đặt ở vị trí thuận lợi để mà dễ bấm nhất. Mình trả lời là ý thứ hai, chúng ta trả lời là các phím E và T. Các phím E và T được sắp đặt ở vị trí thuận lợi, ở vị trí thuận lợi dễ bấm nhất, dễ bấm nhất. Vì vì sao các bạn? Vì chúng có số lần dùng nhiều nhất, được chưa? Vì chúng có số lần dùng nhiều nhất. Đó. Thì các dữ liệu đó nó có liên quan, có liên quan đến mà sự sắp đặt của các phím. Thì những cái phím mà ít dùng nhất thì người ta sẽ sắp xếp những cái vị trí mà mình khó vướng tới nhất, đúng không? Đó, nói chung là ưu tiên, mình ưu tiên những cái số hay là những cái phím, những cái chữ cái mà chúng ta hay bấm ở vị trí là trong cái tầm tay của chúng ta, những cái vị trí mà chúng ta gõ dễ dàng nhất. Rồi, mình xong câu 4. Chúng ta qua câu 5. Tìm kiếm các thông tin chưa hợp lý của bảng dữ liệu sau đây. Tìm kiếm các thông tin chưa hợp lý của bảng dữ liệu. Số học sinh vắng trong ngày của các lớp khối 6 trường trung học cơ sở Đoàn Kết. Lớp 6A1, số học sinh vắng là 2. Lớp 6A2, số học sinh vắng là 1. 6A3 là 4. 6A4 là K. K là bao nhiêu các bạn? Đây là thông tin này là không hợp lý, đúng không? Số học sinh vắng phải là 0, 1, 2, 3, 4. Chứ sao lại là K? 6A5, 0 là có nghĩa không có bạn nào vắng. 6A6, 1 bạn vắng. 6A7, 100. Thông tin này không hợp lý. Bởi vì lớp 6A7, sĩ số còn không tới 100. Huống hồ gì mà vắng tới 100 bạn. Đây là không hợp lý. 6A8, âm 2, cũng không hợp lý. Số học sinh vắng phải là số nguyên dương, chứ không thể nào âm được. Đó. Thì mình có được các thông tin chưa hợp lý, đó là K, 100 và âm 2. Thì mình lý giải luôn. Tại sao lại là K? Bởi vì đây là, mình nói là nó không có đúng định dạng. Nha, không đúng định dạng. Còn cái này tại sao không hợp lý? Bởi vì nó không có thuộc phạm vi dự kiến. Bạn này cũng vậy, không thuộc phạm vi dự kiến. Mình dự kiến là
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ha. Chứ không thể nào mà lên tới tới 100 được. Bởi vì cùng lắm là tối đa là bằng sĩ số lớp, chứ không thể nào vượt qua được sĩ số lớp, đúng không? Đây, mình sẽ trả lời như sau. Mình nói là các thông tin chưa hợp lý của bảng dữ liệu đã cho là các thông tin chưa hợp lý của bảng dữ liệu đã cho là những thông tin đó là thông tin nào? Đó là K rồi 100 rồi 52. Đây là các thông tin chưa hợp lý. Mình lý giải luôn. Vì thứ nhất á, là chữ K. Chữ K là mình nói là nó không đúng định dạng nha. Chữ K là không đúng định dạng. Rồi 100. 100 thì nó không thuộc phạm vi dự kiến. Không thuộc phạm vi dự kiến. 52 cũng vậy, nó cũng không thuộc phạm vi dự kiến. Rồi, chúng ta xong câu 5 thì nhẹ nhàng thôi đúng không các bạn? Phần thống kê là phần dễ nhất. Các bạn làm đúng được bao nhiêu phần trăm các bạn? Để lại comment cho thầy An biết với nha. Rồi thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.